Saka, John giờ dễ mang cục nợ nếu không có gì bất ngờ. Aaron Wan-Bissaka sẽ là tân binh thứ hai của MU trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải 2019 và 2020 sau Daniel James. MU đã đạt thỏa thuận có tổng giá trị 55 triệu bảng với Crystal Palace, trong đó 42,5 triệu bảng trả ngay và phần còn lại tính theo thành công mà mức độ tham gia trận đấu của Wan-Bissaka theo các thống kê không chính thức. Cầu thủ 21 tuổi này được xem là hậu vệ phải người Anh hay nhất mùa giải 2018-2019. Wan-Bissaka đã tham gia vào 35 trận đấu với Crystal Palace ở Premier League mùa giải vừa qua, không ghi bàn và thực hiện 3 pha kiến tạo. Wan-Bissaka được trao danh hiệu cầu thủ Crystal Palace xuất sắc nhất. Anh trở thành hậu vệ và cầu thủ người Anh đầu tiên nhận danh hiệu này tính riêng tiền mặt phải trả. Wan-Bissaka sẽ xác lập kỷ lục mới, trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử MU. Anh đánh bại cột mốc 41,4 triệu bảng của Rio Ferdinand gồm 34 triệu bảng trả ngay, phần còn lại trả theo đóng góp. MU đang gặp khó khăn trên thị trường chuyển nhượng khi thiếu chính sách hợp lý và cũng không được tham dự Champions League mùa sau.